Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 119, chuyện con gà gái phi thời. Tiền thân Aka Laravi, không cha mẹ nuôi dưỡng. Câu chuyện này khi trú tại Kỳ Duyên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ kheo làm ồn phi thời. Tỷ kheo ấy là một thiện nam tử ở Xá Vệ, xuất gia trong giáo pháp, nhưng không làm các phần sự của mình hay học pháp. Vì ấy không biết, thời này ta phải làm việc này, thời này ta phải hầu hạ, thời này ta phải học hành. Trong canh một, canh giữa và canh cuối, và trong những giờ thức giấc, vì ấy làm ồn, khiến các tỷ kheo không thể ngủ được. Tại chánh pháp đường, các tỷ kheo nói đến hành không tốt của vị ấy. Thưa các hiền giả, tỷ kheo tên ấy xuất gia trong pháp bảo như vậy, nhưng không biết phận sự hay học pháp đúng thời hay phi thời. Bậc đạo sư đến hỏi câu chuyện đang bàn luận. Sau khi biết được vấn đề, bậc đạo sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay vị ấy mới làm ồn phi thời như vậy, mà thuở trước vị ấy cũng đã làm ồn phi thời. Do không biết thời và phi thời, vị ấy đã bị giằng cổ chết. Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn ở phương Tây Bắc. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài vượt qua biên giới, học tất cả tài nghệ, trở thành vị sư trưởng có tiếng khắp nhiều phương và dạy nghề cho 500 thanh niên Bà La Môn. Các người thanh niên ấy có một con gà trống gáy đúng giờ giấc. Khi nghe tiếng gà gáy, họ thức dậy học bài. Khi con gà ấy chết đi, họ đi tìm một con gà khác. Một thanh niên đi nhặt củi trong khu rừng có nghĩa địa, thấy một con gà trống, liền bắt nó về, nhốt trong chuồng và nuôi nó. Vì quen sống ở nghĩa địa, nó không biết giờ nào cần phải gáy. Có khi nó gáy lúc nửa đêm, có khi nó gáy lúc rạng đông. Khi các thanh niên ấy nghe nó gáy lúc nửa đêm, họ thức dậy học bài. Cho đến rạng đông, họ quá mệt, không học được nữa. Vì buồn ngủ, họ không thấy được vấn đề cần phải thấy. Và khi quá sáng, con gà ấy gáy ồn ào, họ không có cơ hội yên tĩnh để học ôn bài. Các thanh niên Bà La Môn suy nghĩ: Con gà này gáy vào nửa đêm, hoặc ban đêm, hoặc ban ngày, do đó chúng ta học không có kết quả. Vì vậy họ bắt con gà ấy giằng cổ cho chết đi và báo cáo lên sư trưởng biết. Vì con gà gáy phi thời, chúng tôi đã giết nó rồi. Vị sư trưởng lấy đó làm bài học và nói: Do nó không được dạy dỗ tốt nên nó phải chết. Rồi sư trưởng đọc bài kệ: Không cha mẹ nuôi dưỡng, không thầy dạy dỗ nó, con gà này không biết đúng thời hay phi thời. Sau khi nêu rõ lời dạy về sự việc này, Bồ Tát sống hết thọ mạng rồi đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau: Thời ấy, con gà gái phi thời là vị tỷ kheo này, các đệ tử là hội chúng Đức Phật, còn sư trưởng là ta vậy. Ha ha ha, 问什么的说